từ San Jose, Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, không khí chờ đón kết quả bầu cử tối ngày 8 tháng 11 tại thành phố San Jose đối với người Mỹ gốc Việt tại đây với chức vụ thị trưởng và nghị viên khu vực bãi rất hồi hộp và hấp dẫn. Mọi người không thể phủ nhận rằng lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 tại thành phố San Jose là lá phiếu đóng vai trò quyết định quan trọng trong chức thị trưởng, và chiến thắng của ứng cử viên biên đoàn là một minh chứng hùng hồn về sự thành công đoàn kết tuyệt vời của cử tri người Mỹ gốc Việt tại khu vực bãi nói riêng và cho cả cộng đồng người Việt tại San Jose nói chung. Cuối cùng, người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose cũng có đại diện, có tiếng nói trong hội đồng thành phố. I will represent everyone. Mình rất là biết ơn, tri ân, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mình rất là hạnh diện, tại vì cái cử tri của mình đã đoàn kết với nhau, đứng ra ủng hộ cho một người Việt Nam, có cái cơ hội đứng ra mình đại diện, mình lấy lại cái quyền lợi của cộng đồng của mình. Và mình có một cái tiếng nói và giữ gìn cái tương lai cho con cháu của mình. Thì Biên rất là cảm động và rất là biết ơn cho tất cả cử tri. Mình Biên sẽ hứa là Biên sẽ lắng tai nghe cái ước mong, cái mong muốn của cử tri của mình. Mình sẽ làm việc với nhau để mình thành công. Đầu tiên tôi xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Tôi tên là Long Nguyễn. Và hiện thời tôi là campaign manager for ứng cử viên biên đoàn. Nhưng mà không ngờ thì con số cách biệt của biên đoàn với bà nghị viên đương nhiệm tới gần 1.000 phiếu. Thì cái sự cách biệt này là một sự khích lệ rất lớn lao cho chính tôi cũng như cho ban vận động của biên đoàn và cho toàn thể cộng đồng người Việt ở San Jose này nói chung. Bởi vì tất cả các người Việt ở San Jose đều mong muốn là chúng ta có một người nghị viên gốc Việt vào thành phố để có tiếng nói cho người Việt của chúng ta. Chúng tôi là kỹ sư Nguyễn Tân Thọ. Chiến thắng ông là rất xứng đáng. Những người Việt ủng hộ, kể cả những người Việt mà trước đây không ủng hộ cho ông, cũng xoay qua ủng hộ cho ông. Và điều này đã thấy rõ được qua một tháng qua. Chiến thắng ông là rất xứng đáng. Bởi vì điều đó nó thể hiện được cái tinh thần đoàn kết của người Việt. Thật lớn là cái đây là toàn bộ lá phiếu Việt Nam mình đã dồn vô cho biên đoàn. Sao vui với anh, người Việt Nam mình mà. Mình cần thêm có những người giống như biên đoàn nữa, có thêm những 2-3 biên đoàn nữa để tiếp tục ra ứng cử cho những cái khu vực khác. Kính chào anh Vũ Nhân và kính chào quý thính giả. Cuộc bầu cử tại địa phương cũng như cuộc bầu cử ở tiểu bang hoặc là liên bang thì lần này rất là hào hứng và rất là khích khao. Coi như là lần đầu tiên, có thể nói là lần đầu tiên chúng ta được chứng kiến cái sự cạnh tranh ráo riết của các ứng cử viên. Đến giờ phút sau cùng, chúng ta cần nhận ra rằng cộng đồng Việt Nam chỉ có một, chúng ta có thể có 2 hoặc 3 ứng cử viên. Tuy nhiên chỉ có một cộng đồng Việt Nam, chúng ta cần ngồi lại với nhau sau mỗi cuộc lần bầu cử để rút ra kinh nghiệm, rút ra bài học và tất cả đều đoàn kết để làm việc vì một cái cộng đồng vững mạnh hơn ngày mai. Thank you very much for being here. If you had a message, what if you had a message, what the message you want to send right now? The message I would send is I want to thank the Vietnamese American community for being amazing, great partners, and I'm very excited about tonight and very honored to continue to be in this race on behalf of the community. Thank you very much. Thank you. Xin chào quý vị, tôi là luật sư Trần Ngọc Huy. Của Huy là sau cái ngày bầu cử này, cái cộng đồng của mình kiếm sao mà mình có thể đoàn kết lại, rồi kiếm sao mà mình làm chung lại. Tại cái mùa này mình cũng thấy là có mình ra mình giữ quá, mình phải we have to make up and come back together. Xin cảm ơn nhiều. Dĩ nhiên trong cái cuộc tranh cử nào cũng có cái vấn đề những cái đối phương bảo vệ cho cái gà nhà của mình. Nhưng mà sau cuộc bầu cử, sự thắng bại thành công rồi, còn lại bao nhiêu người thì cộng đồng người Việt qua cái thể hiện qua cái ứng cử viên biên đoàn lần này đó là rõ ràng là trong thời gian gần đây nhất á, rõ ràng là cái tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt rất là lên cao. Thấy được cái giá trị, cái sức mạnh của lá phiếu người Việt nó quan trọng tới cỡ nào. Làm thế nào để đưa cái kết quả cho người Việt mình vào cái dòng chính là một cái điều rất là đáng khích lệ. Xin nhất Brian xin phép được cảm ơn anh Vũ Nhân cùng với xin cảm ơn khán thính giả của chương trình SBTN. Tức là SBTN cùng với anh Vũ Nhân đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng để mang cái tiếng nói của những ứng cử viên, của tiếng nói của những người Việt Nam chúng ta để chúng ta cùng nhau đi bầu đông. Và cái khi mà người Việt Nam chúng ta đi bầu đông, không những ông Matt Mahan càng ngày càng hơn đối thủ mà những ứng cử viên người Việt khác nữa
chẳng hạn như hiệu trưởng Marion Paulette, như Minh Nguyễn, như Vân Lê và Minh Phạm, tất cả những ứng cử viên này đều càng ngày càng hơn những ứng cử viên đối thủ của họ, là họ có nhiều triển vọng để thắng. Brian Mong là nếu mà anh biên đoàn cùng ở khu vực số 7 thành phố San Jose cùng với ông ứng cử viên thị trưởng Matt Mahan trở đắc cử, thì cộng đồng cái này phải nói là một cái long trời lở đất để thay đổi cái tiếng nói của người Việt Nam chúng ta, tại vì người Việt Nam chúng ta đã không có cái tiếng nói trong bao nhiêu năm nay. Brian nghĩ là cái trường hợp này là một chuyện vui cho cộng đồng. Brian Mong cho Matt Mahan, cho biên đoàn, cho Marion Paulette, cho Minh Nguyễn, cho tất cả mọi ứng cử viên người Mỹ gốc Việt khác mà có nhiều triển vọng để giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, qua cuộc bầu cử đầy gay cấn và hấp dẫn ở thành phố San Jose trong chức nghị viên khu vực 7 và chức thị trưởng của thành phố San Jose, chúng ta thấy được giá trị của nền dân chủ của nước Mỹ là qua lá phiếu, mà muốn có sức mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose nói riêng và tại Hoa Kỳ nói chung, hãy dùng lá phiếu để nói lên ước vọng của cộng đồng mình. Vũ Nhân, chương trình ra truyền hình SBTN từ thành phố San Jose, miền Bắc, Atlanta, California.